Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Thắng sẽ cập nhật nhanh một số cái tin tức về P Network để cho chúng ta nắm qua một số tình hình. Thì trên blog nguyenamthang.com, Thắng có làm một cái bài viết là P Coin sẽ là một trong các phương tiện thanh toán online. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn quan tâm, có thể đón đọc vào chiều ngày hôm nay sau khi ra mắt cái video này. Thì trên blog nguyenamthang.com nó sẽ nằm ngay ở trang nhất thôi. Thì cập nhật qua một chút về lại về một cái documentation ấy. Thì đó thì Thắng muốn nói lại một chút theo nói thêm chi tiết hơn là về cái việc tạo ra cái ứng dụng Mainnet. Thì ngoài cái vấn đề về URL được kiểm duyệt thì nó cũng phải có cái ví Mainnet Migration này, nó cũng phải được kiểm duyệt nữa. Thế cho nên là ngay khi mà chúng ta thấy trên Twitter của Pi Bettermore, họ cũng đưa ra cái thông báo là như sau. Thắng dịch bằng tiếng Việt ra cho mọi người xem này. Thì đây, đấy, Pi Bettermore này nó vừa mới hoàn tất cái quá trình tích hợp cái SDK Mainnet này từ 6 giờ sáng ngày 27. Đó. Nhưng mà cái ứng dụng phát triển cần phải chờ đợi cho cái dự án Pi nó đăng ký cái địa chỉ ví Mainnet. Đó. Cho nên là khi nào mà Pi Core Team nó duyệt cái ví này thì nó mới được sử dụng trên cái trang thương mại Pi Bettermore, có cái mã có cái đường link đó là pi://www.lgkm.net. Đó. Thì trên Pi Bettermore những cái ứng dụng testnet nó đã hoạt động. Đó, đây là cái giao diện thanh toán trên cái Pi Bettermore này. Đó. Đây là cái ví trung gian này. Ở đây là pay cho cái người này này. Đó. Pay cho cái sàn này này. Thì những cái ứng dụng nào, những cái đơn vị nào mà nó có cái dấu gạch này, này. Đó, thì là những cái ứng dụng nó được đánh dấu là sẽ được lên Mainnet. Còn nếu mà chưa có cái gạch sọc xanh vàng này, đen vàng này thì nó chưa được lên Mainnet đâu. Thì đây là cái điều Thắng nhận thấy khi Thắng vào kiểm tra thử những cái hệ sinh thái của nó. Thì cái sàn Pi Bettermore này nó đang sử dụng ở Trung Quốc thôi, chứ chưa được sử dụng ở các quốc gia khác. Thế nên theo Thắng nghĩ là nếu như mà nó có lên Mainnet ấy, thì người Việt chúng ta có order thì cũng không lấy được hàng. Khả năng cao là chỉ cho nội địa Trung Quốc thôi. Còn sau này nó mở rộng thị trường Việt Nam thì không biết. Nhưng tựu chung lại thì Thắng nhận thấy một điều rằng là dù có lên cái hệ sinh thái này hay không á, thì cái việc giá Pi là quyết định bởi cái người bán và người mua ở trên đây, chứ thậm chí đơn vị Pi Bettermore họ không quyết định cái giá đó. Thế cho nên là giá của Pi, đồng Pi á, từ nay cho đến khi mà có hoàn chỉnh hệ sinh thái và sau khi đã hoàn thiện toàn bộ KYC cho những cái người tiên phong và cái hệ thống KYC nó trở lên tự động và không bởi sự can thiệp của Pi Core Team nữa, thì lúc đó giá trị chính thức của đồng Pi sẽ được hình thành. Bởi vì ở thời điểm đó chúng ta sẽ thấy chính xác được là cái Total Migrated Mining Reward và Currently Rock Mining Rewards, tức là cái tổng cung của Pi và cái tổng cái số lượng Pi bị khóa, và mình sẽ tính chính xác ra được cái tổng cung lưu hành, tức là Circulating Coin. Còn bây giờ là mới chỉ đang là hơn 1,5 triệu người, mà cái Pi hiện tại nó đang tăng lên. Đó, bây giờ đang là 682 triệu Pi tất tật được lên Mainnet. Đây mới chỉ là hơn 1,5 triệu thôi, cứ cho là 2 triệu đi. Thì chúng ta còn đâu đó hơn 30 triệu người chưa được lên Mainnet. Thì cái này là cái điều mà chúng ta sẽ cần phải chờ đợi trong tháng 8. Có lẽ là tháng 8 thì cái lượng KYC mới có cái sự tăng đột biến. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Pi cũng đang cố gắng hết sức. Và Pi đã đăng một cái đoạn tweet vào ngày 28 tháng 7 là Pi Core Team, Pi Network đã cố gắng làm cho tiền điện tử có thể truy cập trên toàn thế giới. Đó. Tức là nó sẽ cố gắng đưa Pi trở thành cái mục tiêu là một trong những cái đồng tiền toàn cầu và sử dụng để thanh toán. Và những ngày gần đây rõ ràng là từ Mainnet này, cryptocurrency hoặc như Pi Network, nó là những cái từ xu hướng rất là rõ ràng đối với cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng thế giới. Thì đó là những cái thông tin cập nhật nhanh về Pi Network. Thì không chỉ cái Pi Bettermore đâu, rất nhiều các cái đơn vị khác, thằng thấy ví dụ là Pi Chainmore,
PKE nó cũng có cái gạch gạch như này, chứng tỏ là nó chuẩn bị tích hợp, nó chuẩn bị nó được lên mainnet chính rồi. Thì tất nhiên là nó sẽ đầu tiên là nó sẽ chạy trên local, tức là địa phương, sau này nó mới global, quốc tế được. Còn bây giờ là không còn nghi ngại gì về vấn đề SDK nữa. Còn sau này các cái đơn vị khác họ có tham dự vào SDK không thì nó còn phụ thuộc vào cái độ marketing, độ hot, cũng như là cái cộng đồng nó, cái văn hóa cộng đồng của Pi nó như thế nào. Nếu như cộng đồng của Pi là một cộng đồng có văn hóa, có giáo dục và tốt thì chắc chắn là các cái đơn vị lớn họ sẽ không thể nào bỏ qua được cái miếng bánh béo bở này. Nhưng nếu cộng đồng Pi Network là một cộng đồng không có cái sự thống nhất, rời rạc, cũng như là họ cũng là những người cơ hội, thì rõ ràng đây không phải là miếng bánh tốt dành cho các cái đơn vị lớn. Thì những cái đơn vị lớn họ có thể cân nhắc, họ chỉ tham gia một phần nhỏ, thì lúc đó là cái tổng cái vốn hóa của Pi nó sẽ không cao, và dẫn đến cái việc giá của Pi nó sẽ cũng không cao. Chứ còn bây giờ là cái việc quyết định giá là tự do chúng ta quy định với nhau, chứ không có một cái giá cụ thể nào hết. Thế cho nên là thuận mua thì vừa bán. Thì đó là những cái điều mà Thắng muốn gửi tới rất nhanh trong cái video này. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời cô chú anh chị các bạn ấn nút like, subscribe nếu thấy video này hữu ích. Và đừng quên ghé qua blog nguyenlathang.com để đọc bài viết cũng như là các cái thông tin khác bên lề về tự do tài chính, kinh doanh online, học tiếng Anh và săn mã giảm giá nếu như chúng ta có nhu cầu mua sắm online trên các cái sàn thương mại điện tử ở Việt Nam như là Shopee, Tiki và Lazada. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.